Dạ, và ca khúc vừa rồi là một bài hát tình thấm duyên quê. Và ca khúc tiếp theo con xin phép được gửi tặng đến cô chú anh chị một bài hát được mang tên Đừng Nói Xa Nhau ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giúp đỡ ngày hôm nay, và xin một tấm ảnh lưu niệm với em ạ. À.